Xin chào các em, ngày hôm nay chúng ta đến với tiết học thứ nhất trong cái chuyên đề phương pháp giải phương trình chứa căn. Phương trình chứa căn hay còn gọi là phương trình vô tỉ là một trong những loại phương trình rất quan trọng của lớp 10. Vì cái phương trình chứa căn này nó còn ảnh hưởng đến rất là nhiều những dạng phương trình quy về phương trình chứa căn ở các cái chương trình toán của lớp 10, lớp 11 và sau này kể cả là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Tiết học này gói gọn là giải quyết cái cách thức giải phương trình chứa căn ở dạng thứ nhất là phương pháp biến đổi tương đương. Phương pháp biến đổi tương đương. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau triển khai. Đây là phần 1 La Mã là phương pháp biến đổi tương đương. Phương pháp biến đổi tương đương. Xin nhắc lại là tiết học này chúng ta chỉ giới thiệu những cái phương pháp giải phương trình chứa căn ở thể loại là biến đổi tương đương. Còn đặt ẩn phụ rồi các phương pháp khác thì chúng ta sẽ gặp ở cái tiết học sau. Dạng thứ nhất, một nhỏ là dạng 1. Dạng 1 là dạng căn Fx bằng căn Gx. Thì điều kiện là gx lớn bằng 0 hoặc fx lớn bằng 0. Trong hai biểu thức này, biểu thức nào đơn giản hơn thì chúng ta đặt điều kiện. Và khi đó phương trình tương đương với căn fx bằng căn gx, chúng ta bình phương. Và xin lưu ý rằng là giải phương trình chứa căn này về cơ bản là phương pháp lũy thừa. Ở trường hợp này để bình phương hai vế phải đảm bảo hai vế không âm. Với điều kiện gx lớn bằng 0, ta bình phương hai vế là mất căn ngay. Tương đương với fx bằng gx. Và từ đây ta giải tiếp. Ta có bài số 1 giới thiệu luôn dạng toán này. Bài 1. Giải phương trình căn của x bình phương trừ x trừ đi 4 bằng căn của x trừ 1. Trong hai biểu thức này, biểu thức x trừ 1 đơn giản hơn nên ta đặt điều kiện. Điều kiện cho biểu thức x trừ 1 lớn bằng 0 tương đương với x lớn bằng 1. Và khi đó phương trình tương đương, ta bình phương hai vế. Bình phương vế trái được x bình trừ x trừ 4. Bình phương vế phải được x trừ 1. Tương đương ta chuyển vế ra có x bình phương trừ 2x trừ 3 bằng 0. Phương trình này là một phương trình có thể nhẩm nghiệm vs được. A trừ B cộng C bằng 0. Một nghiệm bằng âm 1. Một nghiệm bằng âm sin A bằng 3. Âm 1 loại. Vì điều kiện x lớn bằng 1. Còn 3 là thỏa mãn điều kiện. Ở trường hợp này ta kết luận là vậy. Phương trình có nghiệm duy nhất x bằng 3. Nghiệm 3. Dạng thứ 2, 2 nhỏ. Dạng 2. Dạng 2 là dạng căn của fx bằng gx. Dạng 2 là dạng căn fx bằng gx thì điều kiện là gx phải lớn bằng 0. Điều kiện là gx lớn bằng 0. Và phương trình tương đương. Khi gx lớn bằng 0 thì đồng nghĩa việc là fx cũng lớn bằng 0 rồi. Nên đảm bảo hai vế không âm, ta bình phương hai vế. Bình phương vế thứ nhất thì căn fx bình phương được là fx. Bình phương vế thứ hai thì gx bình phương
Vậy tóm lại là điều kiện là gx lớn bằng 0 và bình phương hai vế ta có được fx bằng g bình phương x. Chúng ta có ví dụ như sau. Bài số 2. Bài 2. Giải phương trình căn của 2-3 cộng với 3 bằng x. Giải phương trình căn của 2-3 cộng với 3 bằng x. Thì phương trình này chưa chuyển về dạng đúng, ta thêm một động tác là chuyển vế 2x-3 bằng x trừ 3. Trong hai điều kiện này đúng theo nguyên tắc chúng ta đặt điều kiện là x-3 lớn bằng 0. Xin nhắc lại, phải rất thuộc về mặt dạng thì khi chúng ta giải các phương trình khác chúng ta sẽ luôn luôn làm đúng. Căn f bằng g, điều kiện là g lớn bằng 0, tương đương với việc là x lớn bằng 3. Khi đó phương trình tương đương bình phương hai vế, bình phương vế trái được 2x-3, bình phương vế phải là x-3 bình, tương đương với 2x-3 bằng x bình phương trừ 6x cộng 9. Cho nên chuyển toàn bộ sang bên vế phải, kèm có x bình phương trừ 8x cộng với 12 bằng 0. Và phương trình này chúng ta giải ra được hai nghiệm, tương đương với chúng ta có hai nghiệm, một nghiệm x bằng 2, một nghiệm x bằng 6. Với điều kiện là x lớn bằng 3 thì nghiệm x bằng 2 là loại, x bằng 6 là thỏa mãn điều kiện. Và ta kết luận là vậy, phương trình có nghiệm duy nhất x bằng 6. Rất cần việc phải nắm vững được dạng là căn f bằng g, điều kiện là g lớn bằng 0, sau đó bình phương hai vế. Đây, căn f bằng g, điều kiện là g lớn bằng 0, rồi bình phương hai vế. Bình phương vế trái mất căn, bình phương vế phải là x-3 tức là bình. Giải bình thường ra hai nghiệm, nghiệm bằng 2 loại vì không lớn hơn bằng 3, nghiệm bằng 6 thỏa mãn điều kiện. Vậy phương trình nghiệm duy nhất là x bằng 6. Ngay sau đây chúng ta tiếp tục sang dạng 3. Chúng ta sang dạng 3, 3 nhỏ là dạng 3. Dạng 3 là dạng căn fx trừ căn gx bằng căn hx. Điều kiện là ba biểu thức trong căn không âm, fx lớn hơn bằng 0, gx lớn bằng 0 và hx lớn bằng 0. Sau khi đặt xong biểu thức trong căn không âm thì các em sẽ biến đổi phương trình về phương trình mới là một vế có chứa một căn và một vế là tổng hai căn. Xin nhắc lại là một vế là tổng hai căn. Phương trình tương đương căn fx bằng căn gx cộng với căn hx. Đây, một vế là căn fx, còn vế là tổng của g căn gx cộng căn hx. Về nguyên tắc để giải phương trình căn phải bình phương hai vế để mất căn. Thì nếu như để phương trình ban đầu ta bình phương nó không được, đơn giản bởi vì ta chưa đảm bảo được căn trừ căn là số không âm. Nhưng ta biến đổi căn cộng căn để đảm bảo là không âm rồi, bây giờ bình phương được. Bình phương lên, vế trái mất căn là căn fx, vế phải là căn gx cộng căn hx. Bình phương. Và sau đó ta sẽ giải tương tự. Bài tập số 3, minh họa cho dạng toán này. Bài 3. Giải phương trình căn của 5x-1 trừ đi căn của 3x-2 bằng căn của x-1. Thì dạng toán này đầu tiên điều kiện, điều kiện cho ba biểu thức trong căn không âm 5x
trừ 1 lớn bằng 0, 3 x trừ 2 lớn bằng 0, x trừ 1 lớn bằng 0. Thứ nhất ta có được x lớn bằng 1/5. Thứ hai là x lớn bằng 2/3. Thứ ba là x lớn bằng 1. Trong các giá trị này, ta lấy giá trị x lớn bằng 1/5. Trong các giá trị lớn hơn, ta lấy giá trị, xin lỗi, giá trị lớn hơn, ta lấy giá trị lớn nhất, lớn bằng 1. Nếu chúng ta chưa biết, chúng ta có thể kể thế này. Số bé nhất là 1/5, số bé nhì là 2/3, lớn nhất là 1. Lớn 1/5, nhỏ 1/5 bỏ. Lớn 2/3, bé 2/3 bỏ. Lớn 1, bé 1 bỏ. Vậy cũng chúng ta lấy là x lớn bằng 1. Phương trình tương đương. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi. Một vế là tổng hai căn, còn một vế là một căn. Ta có biến đổi về căn của x trừ 1 cộng với căn của 3x trừ 2 bằng căn của 5x trừ 1. Nhớ là dấu cộng. Một vế là tổng hai căn, một vế là một căn. Với điều kiện đã đặt thì đảm bảo không âm, ta bình phương hai vế. Bình phương vế thứ nhất là căn của x trừ 1 cộng với căn của 3x trừ 2 bình bằng căn của 5x trừ 1 bình phương. Vế nhất là a cộng b tức là bình bằng a bình phương cộng 2ab cộng với b bình phương bằng bên này là 5x trừ 1 tương đương với 2 lần căn của x trừ 1 nhân với 3x trừ 2 bằng bên này ta thế. Bên này là 3x cộng với 3x bằng 4x chuyển sang 5x trừ 4x còn lại là x. Ở bên này âm 1 trừ 2 là âm 3 chuyển sang 1 cộng với 3 âm 1 cộng 3 bằng x cộng 2. Tóm lại sau khi chuyển vế, bây giờ phương trình nhận được của chúng ta là phương trình ở dạng 2 căn f bằng g. Để bình phương hai vế thì phải là điều kiện cho x cộng 2 lớn bằng 0. Điều kiện tiếp cho x cộng 2 lớn bằng 0 tương đương với x lớn bằng âm 2. Thực tế chúng ta đang cố gắng xây dựng theo một thuật toán là đến căn f bằng g thì điều kiện tiếp cho g lớn bằng 0 là x lớn bằng âm 2 để bình phương. Nhưng thực tế trong trường hợp này đã thỏa mãn rồi, nhưng chúng ta cứ tập một thói quen này đi. Bây giờ có điều kiện rồi, chúng ta bình phương hai vế. Phương trình tương đương, bình phương hai vế là 2 lần mở ngoặc là x trừ 1 nhân 3x trừ 2 bình phương, chúng ta có đây là 4 bằng x cộng 2 tất cả bình tương đương với 4 lần, trong này là 3x bình trừ 5x cộng 2 bằng x bình phương cộng 4x cộng 4 tương đương với, đây là 12x bình trừ 20x cộng 8 chuyển vế luôn, trừ x bình trừ 4x trừ 4 bằng 0 tương đương với phương trình là 11x bình trừ 24x cộng với 4 bằng 0. Thì cái phương trình này có hai nghiệm, một nghiệm là ta tìm được x bằng 2, một nghiệm x bằng 2/11, một nghiệm bằng 2, một nghiệm bằng 2/11. Và với nghiệm x bằng 2 là thỏa mãn điều kiện, ta giữ lại nghiệm 2/11 thì không lớn hơn 1 nên chúng ta loại. Kết luận là phương trình có nghiệm duy nhất x bằng 2. Dạng toán này là một dạng toán rất điển hình. Tuy nhiên chúng ta nhớ là thuật toán là điều kiện cho ba biểu thức trong căn không âm. Chuyển một vế là một căn, một vế là tổng hai căn rồi bình phương. Sau đó xuất hiện dạng toán mới là căn f bằng g, là điều kiện là g lớn bằng 0 rồi bình phương tiếp. Kết quả nghiệm cuối cùng phải kết hợp với tất cả điều kiện đã đặt. Vậy là ta có kết quả là x bằng 2. Ngay sau đây chúng ta sẽ sang bài tập số 4. Chúng ta sang bài số 4. Giải phương trình căn bậc 3 12 trừ x cộng căn bậc 3 cộng 14 cộng x bằng 2. Riêng căn bậc 3 chúng ta không cần điều kiện. Với dạng bậc 3 này chúng ta lũy thừa bậc 3 luôn. Tương đương với căn bậc 3 12 trừ x cộng với căn bậc 3 của 14 cộng x tất cả mũ 3 chia bằng 8.
tương đương với khai triển hẳn thức A mũ 3 cộng với 3 A bình phương B cộng với 3 A B bình cộng với B mũ 3. Tương đương với, về mặt rút gọn, x âm x và dương x là mất rồi. 12 cộng 14, đây chúng ta có được 26, cộng với hai cái hạng tử này ta đưa nhân tử chung ra ngoài là 3 lần căn bậc 3 của 12 chữ x nhân với căn bậc 3 của 14 cộng x trong ngoặc còn căn bậc 3 12 chữ x cộng với căn bậc 3 14 cộng x bằng 8. Nhưng chú ý rằng cái tổng căn bậc 3 của 12 chữ x cộng với căn bậc 3 của 14 cộng x theo đề bài nó bằng 2, nên ta thay cái ngoặc này bằng số 2. Tương đương với chuyển số 2 xóa ra bên kia, chúng ta có được là 3 lần căn bậc 3 12 chữ x nhân với 14 cộng x nhân với 2 thì bằng âm 18, tương đương với căn bậc 3 của âm x bình phương trừ 2x và cộng với 168 thì bằng âm 3. Vì ta thay được cái biểu thức này bằng số 2 rồi, 3 x 2 bằng 6, âm 18 chia cho 6 bằng âm 3. Bây giờ lũy thì ở bậc 3 hai vế, ta có được là âm x bình trừ 2x cộng 168 bằng âm 3 mũ 3 là bằng 27, và tương đương với phương trình là âm x bình phương trừ 2x cộng với cả 115 bằng 0. Tương đương chúng ta có hai nghiệm, một nghiệm là x bằng âm 15 và một nghiệm x bằng 13. Ở đây chúng ta thấy rằng là việc chúng ta giải quyết bài tập này nó không có gì quá khó khăn. Bước 1 là không có điều kiện thì chúng ta mũ 3 hai vế, áp dụng A cộng B tất cả mũ 3 với nhân tử chỗ này, thì có cái ngoặc này là rất quan trọng. Đây là cái ngoặc này, ngoặc quan trọng của bài tập này là cái ngoặc này. Cái ngoặc này được thay vào vị trí này, nên cái tổng của căn bậc 3 12 chữ x cộng căn bậc 3 của 14 cộng x bằng 2 vào đây. Ra đến căn bậc 3 bằng âm 3 thì ta lập phương hai vế, mũ 3 bên này bằng x bình trừ 2 cộng 168, mũ 2 này bằng âm 27. Chuyển vế, x bình phương trừ 2x cộng với cả 115, xin lỗi, đây là 195. Vâng, 195. Và ra nghiệm là như này, âm 15 bằng 13, x bình phương trừ 2x cộng với cả 195 thì coi như là bằng 0. Nghiệm chúng ta bằng x bằng âm 15 và x bằng 13. Kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt x bằng âm 15 và x bằng 13. Các em thân mến, như vậy qua tiết học đầu tiên là tiết học mà hướng dẫn chúng ta cách giải phương trình chứa căn bằng phương pháp biến đổi tương đương hay là phương pháp lũy thừa, có 3 dạng về căn bậc 2 và một cái phương trình với căn bậc 3, chúng ta làm quen. Và từ đó hy vọng rằng chúng ta có thể làm những bài tương tự như thế này. Ở tiết trước chúng ta đã được làm quen với phương pháp đầu tiên là phương pháp biến đổi tương đương hay còn là phương pháp lũy thừa. Thì nó là một cái phương pháp mà có thể nói rằng là hầu hết những cái đề thi học kỳ của chúng ta là những bài mà các nhà trường yêu cầu học sinh giải phương trình chứa căn theo phương pháp lũy thừa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận những phương pháp còn lại, chẳng hạn như là phương pháp đặt ẩn phụ rồi phương pháp mà sử dụng bất đẳng thức tính đối nghịch của hai vế chẳng hạn,
Chúng ta vào phần hai la mã. Hai la mã. Phương pháp đặt ẩn phụ. Phương pháp đặt ẩn phụ. Dạng thứ nhất là dạng 1 là dạng AFX cộng B căn FX cộng C bằng 0. Dạng này thì đầu tiên là chúng ta điều kiện cho FX là bằng 0 và đặt căn FX bằng T. T lấy bằng 0. Khi đó phương trình tương đương với A T bình cộng BT cộng C bằng 0. Đặt FX lớn bằng 0 và đặt FX bằng T. Dạng này là dạng phổ biến nhất. Chúng ta có ví dụ. Ví dụ Giải phương trình x cộng 4 nhân x cộng 1 trừ đi 3 lần căn của x bình phương cộng 5x cộng 2 bằng 6. Giải phương trình là x cộng 4 nhân x cộng 1 trừ đi 3 lần căn của x bình phương trừ cộng 5x cộng 2 bằng 6. Thì chúng ta nên viết một lần cái phương trình này ra, nhân dạng bằng x bình phương cộng 5x cộng 4 trừ đi 3 lần căn x bình phương cộng 5x cộng 2 bằng 0. Chúng ta quan sát thấy x bình phương cộng 5x, x bình phương cộng 5x. Và rõ ràng với cái cách thức chúng ta nhìn nhận như thế này thì chúng ta sẽ đặt căn bằng T. Và với quy trình làm thì đầu tiên điều kiện trong căn không âm. Điều kiện trong căn là không âm, tức là x bình phương cộng 5x cộng 2 lớn bằng 0. Thì chúng ta để ý là cái phương trình thì có hai nghiệm âm 5. Đây là 25 trừ căn 17 trên 2. Đây là âm 5 cộng căn 17 trên 2. Phương trình này có hai nghiệm. Âm 5 trừ căn 17 trên 2 và âm 5 cộng căn 17 trên 2. Hệ số A dương, A bằng 1 dương, trong trái là âm, ngoài cùng dương. Chúng ta lấy dương bỏ phần âm. Vậy điều kiện của phương trình này là x bé hơn âm 5 trừ căn 17 trên 2, hoặc là x lớn hơn bằng âm 5 cộng căn 17 trên 2. Với cái việc mà đặt điều kiện xong rồi thì chúng ta đặt ẩn phụ như sau. Đặt căn của x bình phương cộng 5x cộng 2 bằng T. Điều kiện là T lớn bằng 0. Ta bình phương cái căn này lên. Bình phương lên ta có là x bình phương cộng 5x cộng 2 bằng T bình, tương đương với x bình phương cộng 5x bằng T bình phương trừ đi 2. Như vậy ta trở lại phương trình x bình phương cộng 5x sẽ được thay thế bằng T bình phương trừ đi 2. Còn căn này sẽ thay thế bằng T. Phương trình tương đương với T bình phương cộng 4 trừ 3T D bằng 6. Bằng 6 tương đương với phương trình là T bình phương trừ 3T trừ 2 bằng 0. Chúng ta có hai nghiệm T bình phương trừ D trừ 2 rồi cộng 4 T bình phương trừ 2 cộng 4. Thì chúng ta có đây là dương 2 rồi D trừ đi 4. Một nghiệm T bằng âm 1, một nghiệm T bằng 4. Thì nhắc lại là cái cụm sau khi mà ta đặt được bằng T bình phương lên, x bình phương cộng 5x bằng T bình trừ 2. Và phương trình này chỗ x bình cộng 5x thay bằng T bình trừ 2 cộng với 4 trừ đi 3 lần T bằng 6. Thì T bình phương trừ 3T âm 2 cộng 4 là dương 2 trừ đi 6 âm 4. Theo nhẩm nghiệm VS hoặc bằng máy tính, chúng ta có một nghiệm bằng âm 1, một nghiệm bằng 4. Nghiệm âm 1 loại T bằng 4 là thỏa mãn điều kiện. Thỏa mãn
điều kiện các em có t bằng 4 thì tương đương với căn của x bình phương cộng 5x cộng 2 bằng 4. Bình phương chúng ta có x bình phương cộng 5x cộng 12 bằng 16. Vậy là x bình phương cộng 5x trừ đi 14 bằng 0. Và các em bấm máy tính thì chúng ta sẽ được kết quả là x bằng 2 hoặc x bằng âm 7. Cả hai giá trị này ta so sánh với điều kiện đã đặt thì đều là thỏa mãn điều kiện. Kết luận là phương trình có hai nghiệm phân biệt x bằng 2, x bằng âm 7, x bằng 2, x bằng âm 7. Xin nhắc lại cái quy trình làm như sau ạ. Chúng ta hãy để ý lại phương trình. Với việc phương trình như thế này, nhân tung ra, ta thấy x bình cộng 5 và x bình cộng 5 trong căn này giống nhau. Nên việc đầu tiên đặt điều kiện cho trong căn không âm, ta điều kiện x như thế này. Đặt căn x bằng t, bình phương lên, x bình phương cộng 5x cộng 2 bằng t bình. Vậy là x bình phương cộng 5x bằng t bình trừ 2. Rất đơn giản là ở vị trí của phương trình ban đầu, x bình phương cộng 5x ta thay bằng t bình trừ 2, đây là t bình trừ 2, cộng với 4 trừ 3t bằng 6, chuyển vế ra mô hình t bình phương trừ 3t trừ 4 bằng 0, một nghiệm t bằng âm 1 loại, một nghiệm t bằng 4 là thỏa mãn điều kiện. T bằng 4 thay ngược lại ban đầu thì chúng ta có được là x bình phương cộng 5x cộng 2 bằng 4. Vậy tương đương với x bình phương cộng 5x trừ 14 bằng 0. Bấm máy tính có một nghiệm bằng 2, một nghiệm bằng âm 7. Hai nghiệm này so với điều kiện là thỏa mãn nên kết luận là phương trình của hai nghiệm phân biệt là x bằng 2, x bằng âm 7. Chúng ta tiếp tục sang dạng 2. Chúng ta thăng sang dạng 2, 2 nhỏ là dạng thứ 2. Dạng thứ 2 có dạng là căn của x cộng a cộng căn của b trừ x. Có thể là một cái cụm là alpha cái tổng cộng với beta căn của x trừ a, x cộng a nhân b trừ x bằng với gamma của nó. Tóm lại là một cái phương trình có dạng là tổng của căn x cộng a cộng với căn của b trừ x và có tích của x cộng a và b trừ x. Thì riêng với dạng toán này thì đầu tiên điều kiện của chúng ta, điều kiện là cho x cộng a lớn bằng 0 và b trừ x lớn bằng 0. Sau đó các em chỉ cần đặt căn x cộng a cộng với căn b trừ x bằng t, điều kiện là t lớn bằng 0. Từ cái biểu thức này chúng ta sẽ suy ra được là căn của x cộng a b trừ x theo t. Thay ngược lại là xong. Xét lại là đặt tổng hai căn bằng t, t lớn bằng 0, bình phương hai vế lên sẽ ra được cái căn của x cộng a nhân cả b trừ x theo t. Dạng toán này sẽ được làm rõ hơn trong ví dụ sau đây. Ví dụ giải phương trình. Đây. Căn của 3 trừ x cộng với căn x trừ 1 trừ đi 4 lần căn 4x trừ x bình phương trừ 3 cộng 2 bằng 0. Giải phương trình căn của 3 trừ x cộng với căn của x trừ 1 trừ đi 4 lần căn của 4x trừ x bình trừ 3 cộng 2 bằng 0. Thì dạng toán này chúng ta sẽ viết một dòng tương đương với căn của 3 trừ x cộng với căn của x trừ 1 trừ đi 4 lần căn của. Trong ngoặc này phân tích thành nhân tử chính là 3 trừ x nhân với x trừ 1 cộng 2 bằng 0. Phân tích nhân tử ra cụm này. Và đây đúng là dạng tổng hai căn và đây là tích hai căn rồi. Việc đầu tiên là đặt hai trong hai căn biểu thức không âm. Điều kiện là 3 trừ x lớn bằng 0 và x trừ 1 lớn bằng 0. Tương đương với, chú ý, 3 trừ x lớn bằng 0 thì x bé bằng 3, x lớn bằng 1. Tương đương với 1 bé bằng x, bé bằng 3.
Được không bà? Sau khi với điều kiện như này rồi, chúng ta sẽ đặt bằng T. Đặt căn của 3 chữ x cộng với căn của x cộng 1 bằng T. Như vậy một bộ phận đặt bằng T rồi, bộ phận còn lại theo T thế nào thì ta bình phương cái vừa đặt lên. Bình phương hai vế tương đương với căn của 3 chữ x cộng căn của x trừ 1 bình phương bằng T bình tương đương với 3 chữ x cộng 2 lần căn của 3 chữ x nhân với x trừ 1 cộng với x trừ 1 bằng T bình. Vậy tương đương với ta tìm được ngay là căn của 3 chữ x nhân với x trừ 1 bằng, các em để ý âm x dương x là hết rồi này, 3 trừ đi 1 còn 2 thì chuyển vế bằng T bình phương trừ 2 trên 2. Đây thì nhắc lại là bình phương hai vế trừ x cộng x là hết, 3 trừ đi 1 còn 2 chuyển vế thành trừ 2 chia cho 2 ra cái căn này. Như vậy là ta thay vào phương trình ban đầu, phương trình tương đương, phương trình tương đương T trừ đi 4 lần mở ngoặc T bình phương trừ 2 trên 2 cộng với 2 bằng 0 tương đương với T trừ đi 2 lần T bình phương trừ 2 cộng với 2 bằng 0. Ta nhân ra ta có T trừ 2 T bình phương cộng 4 cộng 2 bằng 0. Và chúng ta có phương trình là âm 2 T bình cộng T cộng 6 bằng 0. Thì với dạng phương trình này chúng ta cứ yên tâm là có máy tính trên tay, chúng ta bấm máy tính và chúng ta sẽ giải được phương trình này. Âm 2 1 6 môn nghiệm bằng T bằng âm 3 phần 2, T bằng âm 3 phần 2 môn nghiệm là T bằng 2, T bằng 2, T bằng âm 3 phần 2 loại T bằng 2 là thỏa mãn điều kiện và chúng ta giải quyết phương trình với T bằng 2. Thế thì thay vào đâu là hợp lý nhất? Trong hai biểu thức này chúng ta nên thay biểu thức sau này. Thay biểu thức mà đã bình phương rồi ấy, bình phương rồi này. Đấy. Như vậy là khi đó sau sẽ tương đương với phương trình là căn của 3 trừ x nhân với x trừ 1 thì bằng 2 bình phương là 4 trừ đi 2 còn 2 chia 2 được 1. Các em bình phương hai vế, các em có phương trình là 3 trừ x nhân x trừ 1 bằng 1 và ta có được là âm x bình phương cộng 4x trừ 3 bằng 1. Chuyển vế chúng ta có x bình phương trừ 4x cộng 4 bằng 0. Chuyển vế ta có x bình phương cộng 4x cộng 4 bằng 0. Vậy thì ta tương đương với phương trình có nghiệm kép ở đây là x bằng 2. Và x bằng 2 này là thỏa mãn điều kiện là điều kiện chúng ta là từ 1 đến 3. Cho trường hợp phương trình này có nhiều nghiệm hơn thì chúng ta cần phải tính toán và đối chiếu với điều kiện xác định. Kết luận là phương trình có nghiệm duy nhất x bằng 2. Hãy cùng xem lại cái phương trình ban đầu. Từ phương trình ban đầu chúng ta phân tích nhân tử, đặt điều kiện cho từng căn không âm thì đảm bảo tích này không âm rồi. Đặt tổng hai căn bằng T, bình phương lên tìm được căn này theo T, thay ngược lại phương trình và có phương trình này, giải ra tìm được T bằng âm 3 phần 2 loại T bằng 2 là thỏa mãn điều kiện. Ở đây với điều kiện là T tổng hai căn là T lớn bằng 0 nên là T bằng âm 3 phần 2 là loại, T bằng 2 là thỏa mãn. Ta thay ngược lại thôi, thay ở đúng vị trí sao, 2 bình phương bằng 4 trừ đi 2 bằng 2 chia 2 bằng 1, bình phương hai vế em chuyển vế em có x bình phương trừ 4x cộng 4 bằng 0. Phương trình này có nghiệm kép x bằng 2 và x bằng 2 này thỏa mãn điều kiện là x lớn bằng 1 bé bằng 3 nên là phương trình có nghiệm duy nhất là x bằng 2. Ngay sau đây chúng ta tiếp tục sang dạng 3. Dạng 3 thì xin giới thiệu chúng ta một cái dạng toán là đặt hai ẩn phụ. Trong trường hợp mà có căn lệch bậc hoặc có căn bậc 3, người ta thường sử dụng căn đặt hai ẩn phụ. Dạng 3 này là dạng là căn bậc 3 của biểu thức gx cộng với căn bậc 2 biểu thức fx bằng một số a nào đó, thì trường hợp này ta đặt hai ẩn phụ, đặt căn bậc 3 của gx bằng u còn căn bậc 2 của fx bằng v và ta đưa về hệ phương trình. Thế thì cụ thể chúng ta sẽ làm một cái ví dụ sau đây.
Ví dụ giải phương trình, giải phương trình căn bậc 3 của 2 trừ x cộng căn bậc 2 của x cộng 1 bằng bằng 1 x trừ 1 bằng 1. Căn bậc 3 của 2 trừ x cộng căn bậc 2 của x trừ 1 bằng 1. Trong trường hợp mà biểu thức mà có cả hai căn thì riêng căn bậc lẻ là không cần điều kiện. Ta chỉ cần điều kiện cho căn bậc chẵn thôi. Vậy là chỉ cần điều kiện cho x trừ 1 thôi. Điều kiện là x trừ 1 lớn bằng 0 tương đương với x lớn bằng 1. Và ta đặt như sau. Đặt căn bậc 3 của 2 trừ x bằng u. Căn bậc 3 thì không cần điều kiện. Căn bậc 2 của x trừ 1 bằng v thì v cần điều kiện là v lớn bằng 0. Khi đó ta có thứ nhất là từ xuất phát từ đúng phương trình, ta có u cộng v thì bằng 1, u cộng v bằng 1. Còn phương trình thứ hai dựa vào cái lũy thừa này, u mũ 3. Đây là v mũ 2. Chúng ta thấy rằng là u mũ 3 thì bằng 2 trừ x. Còn v mũ 2 thì bằng x trừ 1. Ta thêm dấu cộng trừ sao cho mất x và chỉ còn số thôi. Ở đây ta thêm dấu cộng. U mũ 3 bằng 2 trừ x, còn u mũ 2 thì bằng x trừ 1. Cộng vào nhau ta có kết quả bằng bằng 1. Đây. U mũ 3 là bằng 2 trừ x cộng với v bình phương là bằng x trừ 1, cộng vào nhau thì x mất rồi. 2 trừ 1 còn 1. Bây giờ ta giải hệ phương trình này. Giải hệ phương trình này sẽ dùng phương pháp thế như sau. Từ phương trình 1. Từ phương trình 1 thì tương đương với việc là v bằng 1 trừ u. Và khi đó phương trình 2 tương đương với u mũ 3 cộng với v bình là 1 trừ u tất cả bình phương bằng 1, tương đương với u mũ 3 cộng với 1 trừ 2 u cộng u bình phương bằng 1, tương đương với phương trình là u mũ 3 cộng với u bình phương trừ 2 u bằng 0. Ta phương trình tích là u bình phương cộng u trừ 2 bằng 0, tương đương với phương trình thứ nhất là u bằng 0. Phương trình thứ hai là u bình phương cộng u trừ 2 bằng 0 thì có hai nghiệm. Một nghiệm u bằng 1, một nghiệm u bằng trừ 2. Từng trường hợp một thì ta sẽ có x thôi. Thứ nhất, nếu u bằng 0. U bằng 0 thì tương đương với phương trình là căn bậc 3 của 2 trừ x bằng 0. Chúng ta lũy thừa bậc 3 hai vế ta có 2 trừ x bằng 0. Và tương đương với tìm được x bằng 2. Tiếp theo là u bằng 1. U bằng 1 thì tương đương với căn bậc 3 của 2 trừ x bằng 1. Thì ta lập phương hai vế ra có 2 trừ x bằng 1. Và các em tìm được x bằng 2 trừ 1 bằng 1. Tiếp theo là u bằng âm 2 thì tương đương với căn bậc 3 của 2 trừ x bằng âm 2. Lập phương hai vế em có 2 trừ x bằng âm 8. Và tương đương ta tìm được x bằng 10. Những cái điều kiện ở những cái nghiệm này là phải thỏa mãn điều kiện là x lớn bằng 1. Thì ta thấy 2, 1 và 10 đều thỏa mãn. Kết luận là phương trình có 3 nghiệm phân biệt là x bằng 1, x bằng 2, x bằng 10. Đối với đặt ẩn phụ thì nó có rất nhiều cách thức đặt khác nhau. Tuy nhiên là ở cái dạng số 3 này là những dạng mà chúng ta đặt hai ẩn phụ. Có những trường hợp mà chúng ta chỉ có đặt một ẩn phụ và trong phương trình đó vẫn còn ẩn cũ là ẩn x thì ta làm quen dạng đó. Chúng ta tiếp tục sang dạng 4. Chúng ta tiếp tục sang dạng tiếp theo, 4 nhỏ. Dạng 4. Dạng 4 là dạng giải phương trình, tức là mà đặt ẩn phụ. Tuy nhiên là sau khi đặt ẩn phụ thì trong phương trình vẫn còn ẩn cũ và ẩn mới. Chúng ta nhớ điều đó. Chúng ta có ví dụ, chúng ta minh họa cho trường hợp này. Ví dụ là giải phương trình. Giải phương trình sau đây. X bình phương cộng 4X cộng 7 bằng X cộng 4 nhân căn của X bình phương cộng 7. Thì với dạng toán này đầu tiên chúng ta quan sát thấy là không cần đặt điều kiện vì là x bình phương cộng 7 luôn dương rồi. Ở trường hợp này là một bài toán khá đặc biệt.
Vì nếu chúng ta tìm cách lũy thừa hai vế thì phương trình có thể xuất hiện đến mức độ bậc 4, thậm chí có thể bậc cao hơn. Bài tập này chúng ta sẽ biến đổi như thế này. Tương đương với x bình phương cộng 7 là một cụm này, cộng 4 lần x cộng 4 thì bớt đi 16 bằng x cộng với 4 nhân với căn của x bình phương cộng với 7. Thì trường hợp này các em có thể chọn lựa chọn một là đặt hai ẩn phụ hoặc đặt một ẩn phụ cũng được. Chẳng hạn đặt một ẩn phụ đặt căn cộng x bình cộng 7, hoặc nếu đặt hai ẩn phụ thì như này, ta thử lựa chọn thử, ta đặt căn của x bình cộng với 7 chẳng hạn như thế bằng u chẳng hạn. Và nếu bạn có thể điều kiện để u là lớn bằng 0 là được, lớn hơn 0 là được rồi. Đúng ra là nó phải lớn bằng căn 7. Đặt thêm x cộng 4, bạn muốn đặt thêm nữa cũng được, bằng v. Có thể không đặt v cũng được. Phương trình tương đương đây, vị trí này ta theo u bình cộng 4v trừ 16 bằng v nhân u. Chuyển toàn bộ sang bên vế trái, em có u bình phương trừ 16 trừ đi uv cộng với 4v bằng 0, tương đương với đây là u trừ 4 nhân u cộng 4 trừ đi v ra ngoài, đây là u trừ 4 bằng 0, tương đương với chúng ta có u trừ 4 nhân u cộng với 4 trừ v bằng 0. Và chúng ta có hai trường hợp xảy ra, tương đương với trường hợp 1 là u bằng 4, trường hợp 2 là u cộng 4 trừ v bằng 0. Cái dấu sao thứ nhất là ta giải quyết u bằng 4. U bằng 4 là thỏa mãn điều kiện rồi. U bằng 4 tương đương với căn của x bình phương cộng 7 bằng 4, tương đương với ta có là x bình phương cộng 7 bằng 16, và ta có x bình phương bằng 9, và ta tìm được x bằng 3, x bằng cộng trừ 3, x cộng trừ 3. Trường hợp thứ nhất là như vậy, x bình phương cộng 7, bởi nó là u mà, bằng 4, bình phương 16 trừ đi bằng 9, và ta có được x bằng cộng trừ 3, vì không có điều kiện gì nên là cộng trừ 3 là thỏa mãn. Trường hợp thứ hai là u cộng với 4 trừ v bằng 0, tương đương với u là căn của x bình cộng 7 cộng với 4 trừ đi v là trừ đi x cộng 4 bằng 0. Thì tương đương với ta có được là căn của x bình phương cộng 7 trừ x bằng 0. Các em chuyển vế, các em có được x bình phương cộng 7 bằng x. Thì ta có điều kiện là x lớn bằng 0, để bình phương mà. Bình phương hai vế em có x bình phương cộng 7 bằng x bình, và ta có phương trình là 7 bằng 0. Thì tương đương với là x không có là x thuộc rỗng. Ta kết luận là vậy là phương trình có hai nghiệm phân biệt x bằng cộng trừ 3. Đây là một cái phương trình khá đặc biệt. Nếu chúng ta tiếp cận ở phương trình này thì nhiều phương trình tương tự khác chúng ta có thể đặt hai ẩn để đưa về phương trình tích mà gồm có hai ẩn UV. Đây là một cái phương trình mà chúng ta nên lưu ý. Sau đây thì chúng ta sẽ làm quen với một phương pháp khác, là phương pháp sử dụng tính đối lập của hai vế và phương pháp tổng bình phương. Chúng ta tiếp tục sang phần ba la mã. Chúng ta tiếp tục sang phần ba la mã. Ba la mã là phương pháp sử dụng tính đối lập của hai vế Phương pháp sử dụng tính đối lập của hai vế bản chất là phương pháp bất đẳng thức mà thôi, chứng tỏ vế trái lớn bằng một số, vế phải cũng lại nhỏ bằng số đó. Vậy thì vế trái bằng vế phải khi mà hai bất đẳng thức cùng sẽ dấu bằng. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai ví dụ. Ví dụ 1, giải phương trình căn của 3x bình phương cộng 6x cộng 7 cộng với căn của 5x bình phương cộng 10x cộng với 14
bằng 4 trừ đi 2x trừ x bình. Giải phương trình căn của 3x bình cộng 6x cộng 7 cộng với căn của 5x bình cộng 10x cộng 14 bằng 4 trừ 2x trừ x bình. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ta có căn của 3x bình cộng 6x cộng 7 bằng căn của, chúng ta đưa 3 ra ngoài, có x bình phương cộng 2x cộng với 1 thì là cộng với 4, ghép thành hàng thức bằng căn của 3 lần x cộng 1 bình phương cộng 4 thì là lớn hơn bằng 2. Bản thân 3x cộng 1 tức là bình cộng với 4 lớn bằng 4, căn hai vế nó sẽ lớn bằng 2. Tiếp tục căn thứ hai là căn của 5x bình cộng với 10x cộng với 14 bằng căn của, đưa 5 ra ngoài, chúng ta có x bình phương cộng 2x cộng 1 cộng với 9 thì bằng căn của 5 lần, đây là x cộng 1 tất cả bình cộng với 9 đương nhiên lớn bằng 3. Như vậy là vi trái suy ra cái căn của 3x bình cộng 6x cộng 7 cộng với căn của 5x bình cộng 10x cộng với 14 thì lớn bằng, tổng của nhau là lớn bằng 5. Đây là điều 1. Tóm lại ta thấy rằng vế trái của chúng ta lớn bằng 5. Thế còn vế phải thì sao? Hãy nhìn vế phải. 4 trừ 2x trừ x bình bằng 5 trừ đi x bình phương trừ 2x cộng 2x cộng 1 bằng 5 trừ đi x cộng 1 bình thì bé bằng 5. Đây điều 2. Chúng ta thấy là vế trái lớn bằng 5 và vế phải bé bằng 5. Vậy thì để hai vế bằng nhau thì bất đẳng thức của cả hai vế cùng sẽ dấu bằng, có nghĩa là x cộng 1 bình phương bằng 0. Vậy thì từ 1 và 2, 1 và 2 thì để căn của 3 x bình cộng 6x cộng 7 cộng với căn của 5 x bình cộng 10x cộng với 14 mà bằng 4 trừ 2x trừ x bình thì tất cả các bất đẳng thức cùng thể dấu bằng, có nghĩa là tất cả ở đây chúng ta có lập luận là x cộng 1 bình phương là bằng 0, tương đương với x cộng 1 bằng 0, tương đương với x bằng âm 1. Và ý của âm 1 là nghiệm cuối cùng, ta kết luận là phương trình có nghiệm duy nhất x bằng 1, âm 1. Đây là một cái phương pháp mà chúng ta đánh giá vế trái lớn bằng một số, vế phải bé bằng số, hai vế bằng nhau khi mà cả hai bất đẳng thức cùng sẽ dấu bằng. Và trường hợp này là x cộng 1 bình phương bằng 0, ta tìm được x bằng âm 1. Chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ hai. Chúng ta sang ví dụ 2, giải phương trình x bình phương trừ 3x trừ đi 2 căn x trừ 1 cộng 4 bằng 0. Rõ ràng ở đây điều kiện phải làm trước, điều kiện đó là x trừ 1 lớn bằng 0, tương đương chúng ta có phương trình là x lớn bằng 1. Xin lỗi, x, điều kiện x lớn bằng 1. Phương án thứ nhất là ta đặt căn bằng t, thì em tìm được x theo t và thay vào đây, chúng ta có ngay phương trình ít nhất là đến cỡ phương trình bậc 4. Tuy nhiên cách thức làm nó không phù hợp bằng cách thức sau đây. Phương trình sẽ tương đương với x bình phương trừ 4x cộng với 2 cộng với x trừ 1 trừ 2 căn x trừ 1 nhân với 1 để cộng 4 cộng 1 bằng 0. Chúng ta để ý giúp ạ. Chúng ta viết phương trình là x bình phương trừ 4x cộng 4 cộng với x trừ 1 trừ đi 2 căn x trừ 1 nhân 1 cộng 1. Như vậy ta sẽ thấy rằng là mỗi cái phân tích này nó là hàng đẳng thức x trừ 2 tất cả bình cộng với đây là căn của x trừ 1 trừ 1 bình phương bằng 0. Ta có x trừ 2 tất cả bình lớn bằng 0 với mọi x, còn căn của x trừ 1 trừ 1 bình phương thì lớn bằng 0 với mọi x lớn hơn bằng 1. Từ đây suy ra cái tổng x trừ 2 bình cộng với căn của x trừ 1
trừ 1 bình phương mà lớn bằng 0 với mọi x lớn bằng 1. Vậy thì ta suy ra là để x trừ 2 bình cộng với căn của x trừ 1 bình phương bằng 0 thì cả x trừ 2 bình phương bằng 0 và căn của x trừ 1 bình phương bằng 0. Chúng ta sẽ có được là x trừ 2 bằng 0 và căn x trừ 1 bằng 0. Chúng ta có cái nghĩa thứ nhất là x bằng 2. Cái cụm thứ hai là x trừ 1 bằng 1 bình phương. Các em có x bằng 2 và x trừ 1 bằng 1. Và cuối cùng ta tìm được x bằng 2. X bằng 2 là thỏa mãn điều kiện. Chúng ta kết luận là vậy. Phương trình có nghiệm duy nhất x bằng 2. Các em thân mến, phương trình chứa căn nếu mà có thể nói để mà có thể dạy hết tất cả các dạng thì chúng ta phải nghiên cứu rất lâu. Tuy nhiên những vấn đề được trình bày trong tiết học trước và tiết học này là những vấn đề cơ bản nhất của phương pháp giải phương trình chứa căn của lớp 10 chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng giải quyết lại những ví dụ đó và làm các bài tập tương tự thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công thôi. Những dạng toán khác nó khó khăn hơn, chúng ta cũng cố gắng quy về những dạng đã biết. Đến thời điểm này, tiết học đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.